Bảo có nội chủ đề đi là được. Đúng chiếu, đúng chiếu. Giữa sân của các cầu thủ phút 6 rất kịch liệt, tỷ số là 3-4. Cầu thủ mang áo số 12 của thêm 10 chuẩn bị ra bóng. Đâu có thể ai xem đâu. Bắt bóng rất dễ dàng, được một tốt. Bóng mắt chuyển lên, cánh trái. Tỷ số là 0. Vấn đề tỷ số đầu tiên của hai đứa hai đều chứ quay cũng đi mình hai đứa 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 trong đánh bóng chuyển hơi và chuyển ra, tỷ số là 5-4. Pha giao bóng của cầu thủ Thái Lan thành được rồi, tỷ số là 5-4. Cầu thủ nữ của thôn đội chuẩn bị giao bóng rất nhẹ nhàng, tốt quá, chuyền nhẹ quá, như vậy là không bám chắn mà thử thôi. Tốt quá, tỷ số là 6-5. Không có cố cần ra đâu. Phát bóng được nhẹ nhàng, phát bóng được quá. Chuyển từ quá, xin đường. Mở xa được bóng vào đầu của cầu thủ thứ 6. Rất nguy hiểm, tỷ số là 6. Đây này, quật tóc ra, quật tóc ra. Đã vỗ tay rất công bằng. Tốt quá. Như vậy là phòng tài chính đã xác định cầu thủ thân người phạm lỗi có pha bóng rồi, cờ điểm cho các cầu thủ thân thấu. 10 người đang xem. Bắt chuẩn bị phát cho bóng. Giao bóng không thành công. Như vậy là dạ, trời, hai pha giao bóng không thành công của hiệp đấu thứ nhất của các cầu thủ thân thấu. Rất thương cự. Rất nhẹ nhàng. Đấu quá. Chuyền đẹp quá. Hả? Anh ơi, trọng tài điên rất đời trốn. Trọng tài điên bảo là trọng. Như vậy trọng tài đã xác định bán tăng lên. Như vậy trọng tài điên đã xác định bán tăng lên. Quay sang. Quay sang. Không phải xem nó mấy bộ mặt đang xem đi đều được luôn. Rất từ từ, rất dễ nhàng. Đẹp quá. Chuyển hơi sang, bỏ nhỏ đi. Vẫn còn rất cố gắng. Rất tuyệt vời. Đẹp quá. Vẫn còn không được rồi. Tỷ số là 10-11 nghiêng về thứ 10. 19 xin lỗi. Cầu thủ nữ của thôn 10 ra bóng.
rất nhiều nha, đánh một đấy, tỉnh tỉnh quá, tốt quá, Vân Côn thượng thủ rất tuyệt vời, đọc ra lại, Vân Côn, và bầu lên, vị trí này, tỷ số là 11-9. Rất căng thẳng, cầu thủ hai bên sắc mặt rất mệt, nhưng rất cố gắng. Bóng ăn tay bơi rồi, rất tuyệt vời. Tỷ số là 11-11. Phát bóng tốt, đội bóng đẹp. Chuyền thêm nữa, rất tuyệt. Như là sư thầy trọng tài biên đựng buồn gốc cho anh ta lên thế. Thì trọng tài chính giáo Hương Đình vừa rồi phá bóng bên này ghi điểm. Như vậy thứ sáu là ghi điểm tỷ số là 11-1. Pha thao của giáo Hương Đình chuyển lên sư điểm với con chuyển lại tốt quá đơn vị đẹp quá sư điểm vẫn còn thủ rất tuyệt vời. Điểm số được nâng lên cho các cầu thủ số 10, 17, 14, điểm số đạt cắt được 3 điểm.
Các cầu thủ thôn 6 cố gắng lên. Các cầu thủ thôn 10 cần bảo vệ tỷ số. Không còn bóng bán tay ba kỹ thuật bay ra ngoài. Tỷ số là 15-17. Các cầu thủ thôn 6 chuẩn bị ra bóng. Rất căng thẳng. Tốt quá. Quá rồi. Tỷ số là 18-15. Điểm số là tiếp tục cách biệt 3 bàn. Một tỷ số sát về đích của xét đấu thứ nhất. Các cầu thủ thôn 6 cần có một sự nỗ lực. Bóng sát ra ngoài rất tiếc cho cầu thủ thôn 10. Nhưng điểm số cuối cùng rất căng thẳng. Bóng phạt ra ngoài. Chỉ còn 2 điểm nữa thôi là các cầu thủ thôn 6 sẽ đi ở đôi kia đưa. Và các cầu thủ thôn 10 cần bảo vệ tỷ số. Giao bóng nhẹ nhàng quá, mắt bóng đồ đẹp, chuyên tôn quá, bỏ nhỏ. Một pha bê bóng rất tuyệt vời của cầu thủ Văn Niệm, 17-18. Một điểm nữa thôi là đều. Khán giả cho một tràng vỗ tay. Và tay này lần thứ 2 rồi. Tốt quá. Chất liệu. Bỏ nhỏ rồi. Chuyên nghiệp quá. Căng thẳng như vậy. Như vậy trong trận đấu như này, không biết ban tổ chức có sắp xếp y tá để chăm sóc sức khỏe hay không. Tôn quá, không có. Rất nhiều, nhẹ nhàng mọi người. Rất tỉnh táo của cầu thủ rất vui. 19-18. Căng thẳng quá. Đẹp thôi. Rồi, cô đẩy không tuổi đâu.
cho đánh đi Lộc ơi. Cho đánh đi, cho đánh đi. Đánh đi trên 5 xẹp mà. 5 xẹp mà. Bây giờ thằng giải chính là ra hiệu đành mình trong trận đấu này. Thắng giải nhất đi. Vừa dài lộ đơn dân là nhất ngay từ đầu của tôi. Năm 3 xét như là thế là thứ 2 và đánh xét thứ 3 thì hai đội sẽ thực hiện đánh con buôn, con nắm chắc đánh con buôn tối. Lộc ơi. Ba. Đi chị ba. Bây giờ thằng tài chính là ra hiệu lệnh cho hai đội tuyển số 6 và đội tuyển thôn 10 tiếp tục vào sân thi đấu hiệp vào đấu thứ hai. Trận đấu thứ hai này các cầu thủ thôn 10 bảo vệ sân ở phía tay trái của tổng tài chính và các cầu thủ số 6 bảo vệ sân ở phía tay phải của tổng tài chính. Trọng tài viên trận đấu thứ hai vẫn là hai ông, một là ông Đào Đức Lộc và ông Lê Văn Hoàng. Theo chúng tôi quan sát thì cầu thủ của hai đội vẫn giữ nguyên đội hình như trận đấu thứ nhất. Đó là xe đấu thứ 2 này, quyền phát bóng đầu tiên là thuộc về các cầu thủ số 6. Hai giao bóng đầu tiên của cầu thủ số 6. Thì tôi quá, xét điểm, bật bóng không cao lưới này, điểm số được mở ra đầu tiên cho các cầu thủ số 6. 1-0. Giao bóng rất nhẹ nhàng, chắc ăn. Chuyền tới quá, rất đẹp, một pha đập bóng từ trên tỷ số là 1-0. Quyền ra bóng thuộc về cầu thủ số 10. Như vậy là trong hiệp đấu thứ hai này cầu thủ của số 10 có sự thay đổi người bỏ nhỏ. Như vậy là trọng tài đã xác định cầu thủ số 10 động tác đánh bóng không đẹp, điểm số được mở nâng lên cho các cầu thủ số 6. 2-1. Còn rất tốt, một kỹ thuật vẫn còn, một pha đổi bóng bỏ góc xa, chuyền tốt quá, bỏ nhỏ, rất tuyệt vời, một pha thủ bóng đẹp quá. Chuyển lên, sẽ điểm, bỏ nhỏ. Như vậy là thằng tài. Thằng tài là chắc anh cầu thủ số 6 và phạm luật. Tỷ số là 2-0. Thương thì giao bóng. Giao bóng nhẹ nhàng. Tốt quá, được 1-6. Hơi xa rồi. Tốt quá. Băng chuyển tra, bỏ vào. Như vậy là xa ba bóng phạm luật và bóng là rơi. Tỷ số là 3-2. Nhưng người sân sáu, Văn Điệp chuyển đổi giao bóng.
Chuyển tốt quá. Bắt tay chỉ thuật cao. Tỷ số là sao? Hai nhà bóng của cầu thủ số 10. Tốt quá. Chuyền hơi sâu rồi, vẫn nhẹ nhàng. Bỏ đẹp. Tốt quá. Hai mươi bốn cầu thủ từ 17 số 17 số 10. Tốt quá, rất đẹp. Bóng là chạm tay B ra ngoài. Tỷ số là 1-0. Phát bóng nhẹ nhàng. Tốt quá. Chuyền nhẹ quá, rất đẹp. Chít bóng. Tốt quá, rất đẹp. Một pha đập bóng chúng tôi không nhìn thấy bóng đâu. Pha đó cầu thủ không nhỉ? Tỷ số là 5-1. Anh em hòm là nhưng chúng không được nhận máy đó. Anh gật đầu đeo. Pha đá bóng của cầu thủ đó rất nhẹ nhàng. Ra ngoài. Rất tuyệt. Rất tuyệt trong pha bóng rồi. Tỷ số là 6-4. Quyền phạt bóng vẫn thuộc về cho cháu. Rất nhẹ nhàng. Chuyền đẹp quá, rất đẹp. Mười phút. Đang nghe trọng tài đến cái này rồi. Cái này đã là ba điểm của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số là 5-6. Quý vị khán giả, trọng tài rất áp lực. Quý vị, các cầu thủ chúng ta quý vị. Tốt quá, đập bóng rất kỹ thuật, bế bóng rất kỹ thuật. 7-5. Quyền phát bóng trở về số 6. Bóng rất nhẹ nhàng. Bác hãy lấy cái gì để trên đó. Chuyền hơi xa. Điều đóng. Một pha ba bóng được. Tốt quá. Tốt quá, nhẹ nhàng. Rất bình tĩnh của cầu thủ người. Rất bình tĩnh. Như vậy là một pha thực hiện bóng là sang chân. Tỷ số là 6-7. Quyền phạt bóng thuộc về số 10. Và tập kết đội bóng đẹp. Chuyền tốt quá, rất đẹp. Vẫn còn. Chuyền tốt, rất đẹp. Đặt bóng bay ra ngoài. Điểm số tiếp tục nâng lên. Tỷ số là 8-6. 6 và trận thuộc 2 điểm. Vẫn đẹp cho bóng. Tốt quá. Bóng chạm tay bê. 7-8. Còn một điểm nữa thôi là đều. Các cầu thủ số 6 cần bảo vệ tỷ số. Các cầu thủ số 10 cần cố gắng. Tốt quá. Sát điểm. Không còn đều bóng rất uy tín. Bỏ nhỏ. Rất hay, rất nhẹ nhàng. Bình tĩnh quá. Yeah. Bóng đã được bay ra ngoài. Đẹp điều à. 9-7. Xin phép các cầu thủ và quý khán giả
như từ đầu thì chúng tôi nghe hiệu lệnh của trọng tài và đánh ba set, nhưng bây giờ có một cái sự nhầm lẫn trong cái phần tổ chức nên ban tổ chức thay đổi lại là bây giờ chúng ta sẽ thi đấu 5 set theo quy định. Tiếp tục trận đấu, quyền giao bóng vận chuyển về từ trung hậu. Tốt quá. Tốt bóng này ông này. 17. Như vậy là trong thi đấu nóng chết với cái sức trẻ không mời chúng ta cần có một cái sự đoàn kết và phối hợp liên đoàn để giữ sức khỏe để dẻo dai trong nóng chết. Đó là một cái cố gắng của hai đội. Pha bóng tốt quá. Chuyền đẹp. Bỏ nhỏ. Sút điểm. Cú này bóng đã đập bay ra ngoài. Điểm số được nâng lên cho các cầu thủ chân đi 8 10. Quốc qua hơi sang kia rồi, vẫn còn đẹp đấy. Chuyên đẹp, bỏ nhỏ. Đánh rất nhịp nhàng. Đập kỹ thuật. Vẫn còn. Bỏ rất kỹ thuật. Như vậy tỷ số là 9-10, một điểm mở thôi đi đâu. Các cầu thủ hai bên cố gắng lên, tốt quá, chuyên nghiệp, rất nhiều. Một pha đập bóng tuyệt vời của cầu thủ Văn Điệp. Tỷ số là 11-9. Phạt bóng bay ra ngoài, rất thiệt trong pha giao bóng. Tỷ số là 10-11. Các cầu thủ vui sức nhẹ nhưng rất mệt. Bắt bóng. Bắt con. Tuyệt quá. Chuyền đẹp quá. Rất đẹp. Tuyệt vời quá. Một pha bật bóng xuất sắc. Tỷ số là 10-11. Tốt quá, chuyên nghiệp, đập bóng kỹ thuật, 12-11, quyền phạt bóng tuyệt vời thất bóng, hai đội tranh nhau trên điểm. Phạt bóng kỹ thuật, đập bóng tốt quá, bỏ ra không được về, không qua tay bo của anh Hồ Điệp. Tỷ số là 13-11. Thời tiết bây giờ hơi gió, rất khỏe cho khán giả nhưng khó đánh cho cầu thủ. Bỏ nhỏ, vẫn còn bóng đều bay ra ngoài. Bị buồn cho các cầu thủ hơn 10, 12, 13. Bắt bóng tốt, mở bóng đẹp. Chuyển sát nữa rồi, không sao được thì một pha chuyền bóng về ba của cầu thủ Hồ Bắc của đội tuyển Thôn Láo, tỷ số là 13 đi. Nếu như giả như quả bóng vừa rồi mà sang mới thì rất kỳ thực cao nhưng rất tiếc không vào lưới. Bóng nhẹ nhàng, mở bóng tốt, tốt. Chuyền đẹp rồi, mở tốt quá. Thank you.
như vậy là một pha để vào quan điểm của cầu thủ thứ 10, tỷ số là 15-14. Pha xoay bóng nhẹ nhàng, chuyền tốt, chân dầm bạc chơi 16-14. Pha ra bóng của cầu thủ đội thứ 10, tốt quá. Bỏ nhỏ, phát lưới, chuyền đẹp rồi. Đập được về những bay ra ngoài. 15-16. Quyền phạt bóng thuộc về các cầu thủ thứ 6. Làm cái máy quay quay này từ lại cái máy quay ra bóng kỹ thuật để bóng tốt quá chuyền đẹp tất cả pha lô đập một cái đập rồi tôi chăm tái mà bóng đã bay ra ngoài 16 đi phát điểm ơi 16 đi chuyền đẹp dứt điểm bỏ nhỏ rồi không qua nhiều điểm 17-16. Tuyệt vời quá dứt điểm tuyệt vời câu bỏ xa tốt quá dứt điểm bóng như tên lửa ở trên trường Ukraine rất tuyệt vời chuyền thật quá dứt điểm tấn công bỏ lắm xa rất kim sân đập bóng đi được tấn công qua lưng cầu thủ người thân người rất tuyệt vời bóng nè Pano 18-17 một điểm số rất căng thẳng sao bóng kỹ thuật đập bóng nè tôi phải thêm căng thẳng quá những điểm thôi xin lỗi khán giả điểm số còn lật bây giờ do là mồm môi tốt quá bỏ nhỏ đây hết bình tĩnh bỏ ra hết bình tĩnh dứt điểm thành công bóng bay ra ngoài rất cố gắng của cầu thủ số 10 nhưng không được điểm số được nâng lên cho các cầu thủ thứ 6 19 18 cầu thủ đường hô liều của số 6 giao bóng rất nhẹ nhàng bắt tên quá chuyền đẹp quá chạm biên tốt quá rất tuyệt vời bỏ nhỏ lần này thì không qua được tay bỏ của cầu thủ thứ 10 tỷ số là 19-19 vâng xin cảm ơn khán giả đã cổ vũ nhiệt tình quá được tuyệt vời quá một pha bỏ rất kỳ vật của cầu thủ Hồ Điệp 20-19 một điểm số theo chúng tôi nghĩ rất tranh giành.